Nếu bạn đang muốn chọn một dòng collagen chuyên dụng cho nam giới để mang lại hiệu quả cao nhất và an toàn cho sức khỏe, thì dòng Theramen Collagen chính là sự lựa chọn lý tưởng. Dòng collagen nổi tiếng được nam giới tại Mỹ yêu thích đến từ thương hiệu John Terry. Sản phẩm cung cấp collagen tiếp 1, 2, 3 cùng 18 loại axit amin giúp duy trì làn da săn chắc đàn hồi, tạo độ linh hoạt cho sụn khớp của nam giới mạnh mẽ tự tin hơn. Thành phần sản phẩm bao gồm collagen 5000mg, vitamin C, biotin và forte chiết xuất từ cây hà thủ ô, có tác dụng hỗ trợ cải thiện những dấu hiệu tuổi tác trên da như nếp nhăn, đồi mồi, tàn nhang ở nam giới. Hỗ trợ tăng cường hệ thống miễn dịch, nâng cao thể lực và sức khỏe, tăng cường sinh lý, hỗ trợ kiểm soát cân nặng, tăng hiệu quả hoạt động của cơ bắp, giảm mỡ thừa, giúp cơ thể son gọn và săn chắc hơn. Sản phẩm có hai phân loại 390 viên và 290 viên phù hợp với nhiều sự lựa chọn của bạn. Liệu trình 3 tháng uống liên tục, dùng 6 viên mỗi ngày chia làm 2 lần. Bạn nên uống collagen vào buổi sáng trước bữa ăn 30 phút và buổi tối trước khi ngủ 30 phút mỗi ngày để có hiệu quả tốt hơn và duy trì từ 4 đến 6 tháng để có hiệu quả cao nhất. Sản phẩm được phân phối bởi Quà Tặng Mẹ, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được mua hàng chính hãng với giá tốt nhất. Nếu thông tin này có ích với bạn, vui lòng bấm like, share và comment, đăng ký kênh để không bỏ lỡ video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!